có tiền để vô hay chừng nào ông nói chừng nào có tiền để xuống ông để vô, chừng nào tôi có... còn nhớ tên ông à, chừng... là ông bác sĩ gì, bác sĩ Hùng, ông bác sĩ Hùng, dạ là ở bên Tráng Chợt. Tráng Chợt ở bệnh viện An Giang ấy ha, dạ ở trên Lục Tư á, trên Lục Tư. Ủa, dạ rồi đây đi ông ơi, chừng nào ông có tiền đi đem xuống đi, ông chừng nào bao nhiêu không biết rồi, ông chừng nào có tiền xuống. Dạ hôm nay tạm thời có nhiêu tiền rồi chú không gì để dành mua cũng tạm ổn à, uống thuốc thuốc với thùng mì nè, với gạo nè, chú ăn cũng lâu quá. Đây tiền của chú để dùng bóp nè. Rồi tụi con hôm nay đi đến đây là trước thì thăm chú coi có giúp cái gì được cho chú không. Dạ thì từ nãy giờ cũng có chụp hình cái vết thương của chú gì vậy đó. Chú đừng có dở ra nữa. Rồi để con về con hỏi bác sĩ thử coi là cái này mà chở chú đi xuống với bệnh viện Long Xuyên rồi mổ rồi để vô rồi mai lại là khoảng bao nhiêu chi phí để mình biết để mà mình lo.
gắt nè. Rồi leo lên em ơi. Bởi vậy xin ăn mà cất cái nhà ở trong này lội ra tới ngoài. Dạ cầu gì đó là ở mẹ nó chứ xin ăn mà cất cái nhà trong này mà đi ra tới lộ đi tới chỗ có người đó thì thấy quải. Quải à. Đi hết nổi luôn. Ra chợ ở mấy bữa mới về bữa. Đi chú Tiến. À, chào chú Năm. Dạ. Wow. Ui. Dạ dạ. Bữa nay có đến biếu chú Khô. Dạ. Với thùng mì Hoa Hảo, với đường một ngọt, dầu ăn. Với bịch khô nè, bịch khô đó nhiều quá. Nên nghĩ kiếm 5. Với bịch gạo 10 kg. Tôi mới về hôm qua. Về hôm qua mà về cả 8 giờ chú Năm ơi. Dạ. Hết đi bác sĩ Tiến không chích thuốc. Hết mặt đồ gắt nữa hả chú Năm? Hết cái đáy rồi. Hết đáy. Hết cái đáy rồi. Đúng rồi, hết cái đáy. Mấy này để đây cho chợ Phật với bà chứng kiến đồ của chú Tiến không dám để vô bao, vô bọc. Đây với 10 kg gạo dạ. Chú Năm. Phần phần quà này là của Angelina ở Mỹ. Dạ. Dạ, gửi cho chú. Dạ. Với gửi thêm cho chú 500 ngàn. Là của anh Angelina là ở Mỹ á. Ừ, chết ba thuốc rồi chú qua cho còn nhiêu nè. Yeah. Chết thuốc như này kia kia nọ còn cũng vòng mấy trăm ngàn à, cả triệu gì nè. Dạ. Đây là phần phần dạ tiền của chú Tiến cho tôi qua tôi vô phần quà này là của anh rồi đây nè, gạo dạ. Mì với khô với đường bột ngọt dầu dạ, ăn rồi đó chú dạ. Dưới thêm 500 ngàn nữa là của anh rồi đây nè. Dạ. Còn có một hai nhà hảo tâm mỗi người một người 200 người 300 dạ. Gửi cho chú nữa là 500 nữa. Dạ. Dạ. Mua thuốc uống về về qua cả 8 giờ nói ốc hoài nói ốc hoài luôn. Dạ. Đồ đạc chú Tiến mua cho tôi qua nè, về cho chờ Phật cho mẹ nó chứng kiến, chưa dám ngủ nữa, chưa dám khui ra nữa. Ngày mai mới có quyền khui, tới 3 ngày mới có khui. Ý sao ngộ à chú Năm? Ừ. Về khui xài liền đi không, có sao không, đâu không được, thả thà ngủ mùng gách. Dạ. Chú Tiến mua cho hôm qua nè, mà về chưa dám khui quần áo để gì đó đàng hoàng cho chờ Phật với mẹ nó chứng, có người ta con cháu còn hơn cháu cho cháu ruột người ta mua ta cho tôi với ông về ông chứng minh với ông Phật ở trên luôn cấm á mấy cô giải lên cho chú không lên nghỉ chú ơi
Hôm nay có chú Hùng tìm cơm chai từ Tâm ở Ba Chúc xuống. Dạ, chào cái gì? Dạ. Chào anh. Xuống thăm chú Năm. Ngồi xích đây rồi chú. Này là vô của chú Hùng, chú Hùng mua cho tôi nè. Tôi giấu dưới sàn á. Đâu dám để trên nhà. Anh. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Anh thứ mấy? Dạ, con thứ tư tên Hùng. Dạ. À, con mới có, con kêu chú tới bằng chú đặng. Dạ tôi mới 72 à. Mới có 72 à, nhỏ dạ. Hiếu à. Dạ. Mới 72 à, nhỏ Hiếu. Ờ mới có 72 à, còn nhỏ Hiếu à. Dạ. Tiền của chú Hùng với chú Hùng cho hôm qua. Trời ơi. Ông xăm vô cái tay này cái hiểu cô đơn bởi họ mình đơn là phải rồi. Bởi vậy. Thôi chào. Chào gì tôi không biết mà đè ông xăm vô chữ cô đơn. Lấy lưa mà gặt á, hồi lúc còn chưa có vợ, còn trẻ, còn đi. Bên đây đó. Bên đây thì ông để anh khổ gì em? Anh khổ vì em, anh khổ vì em là bởi vì không có bà nào hết trơn nè. Bởi vậy. Rồi bên đây để chứ cô đơn ở mình nên là đúng luôn rồi. Xong luôn. Thì hồi trẻ đừng có buồn nhà tôi, tại vì mình còn đi chút đưa đài á. Ừ. Biết có coi YouTube Nguyễn Nam biết rồi dạ. Bởi bữa nay mới đến thăm chú nè. Dạ. Rồi thấy trong mình chú xăm vậy rồi chú cũng đúng với cái nguyện vọng của chú rồi nè. Anh khổ vì em nè là không có bà nào hết. Rồi chứ nay cô đơn ở mình ơi luôn rồi nè. Dạ. Của chú Năm mua cho hôm qua bây giờ 3 ngày mới dám khui ra. Cho trời Phật trên núi cấm chứng minh với mẹ mày cũng độ của con cháu hai chồng chú Năm thấy mâm mua để đây cho bà về bà chứng minh. Trời mơ mới khui ngủ. Dạ. Hôm nay con qua bên đây đó là cũng có cái ý như vậy nè. Dạ. Coi kênh YouTube của Nguyễn Năm á, thì mới thấy được cái hoàn cảnh của chú. Dạ. Rồi có coi tới cái khúc mà nói chú nói là mà bác sĩ ở Long Xuyên á. Dạ. Là nói là cần kêu chú kiếm 10 mấy triệu. Dạ. Để mà mổ lợi rồi để cái ruột vô. Để rồi bung gọn vô rồi. Không có, nhưng mà kiếm 10 mấy triệu đừng, là đừng dạch ra nữa. Kiếm 10 mấy triệu là mổ à. Ra rồi để ruột vô. Dạ. Rồi con coi tới khúc đó rồi con mới thấy rồi con thấy cái khúc đó vậy đó rồi rồi hôm nay là con từ bên Ba Chúc á. Dạ. Rồi con mới chạy qua tới bên này coi đây có giúp cái gì được cho chú không. Dạ. Rồi theo như chú á là cái ước nguyện của chú á là bây giờ là có 10 mấy triệu. Dạ. Rồi chú có đi Long Xuyên để mà chú mổ ra rồi để ruột vô mai lại không? Dạ được, mừng lắm. Rồi tôi không ở đây luôn. Tôi mang gió rồi, chờ thật đổ tôi mang gió rồi tôi đi à. Đi mình cái cái chỗ của con á là bếp cơm chay từ thiện 0 đồng. Dạ. Một ngày á là con làm á, con phục vụ cho bà con cô bác á, rồi, dạ. Rồi mà anh chị em nào mà có hoàn cảnh khó khăn á. Dạ. Một ngày tới 500-700 phần được. Dạ. Tới 500-700 phần ăn á, mà không lẽ có mình nên chú mà con nuôi không nổi. Dạ. Nhưng mà nó có cái con cũng nghe Nguyễn Năm nói là không mấy chú ở đây mình nên á, thì đi qua cái bếp cơm chay của con ở. Trời ơi con. Nhưng mà nó có cái là có chỗ đó. Ăn chỗ ở đâu đó đàng hoàng rồi. Không nghĩ nhưng rồi. Mà có một cái là cái bệnh của chú á là đi qua bên đó thì con không có cái nhân lực để mà chăm sóc cái bệnh. Dạ. Chứ cái ăn với cái ở thì nó dễ lo rồi, không? Nhưng mà 500-700 phần mà mình lo được rồi có mình nên ông lão già ông ăn có nhiều đâu. Rồi ông ở có nhiều đâu thì ông ngồi đi. Nhưng mà ngặt cái đó là cái bệnh nhân rồi. Nhưng mà cái bệnh này nè là ông tự chăm sóc mình ơn ông được không? Hay dạ. Là chứ còn mà nếu mà cần người là phải chăm sóc thì mình không có nhân lực. Không, mình bị gì cái chỗ của mình là chỗ cơm chay từ thiện chứ không phải là nhà dưỡng lão. Dạ. Cho nên là mình không có cái nhân lực để mà phục vụ cho những người già cả mà bệnh. Chú tự chăm sóc cái vết thương của chú được không? Được, ở riêng mới được, không có chung ai được. Thì ở riêng đó. Có thì mỗi một người là một tâm, mỗi một người tâm không có cái tâm, cái tâm ở riêng cũng như có cái nhà như nhà chú vậy nè. Dạ. Vậy đó, mỗi người tâm vậy đó. Đừng ai lại tới luôn, tôi không có lại tới ai. Tôi mà cái đó là cái quán cơm mà đừng ai lại tới luôn vì người ta ị xèo. Không, nhưng mà mình ở trong cái tâm không đó, ông ở tâm ở sao á còn ở trước thì quán cơm. Tôi không lại đâu, năn nỉ tôi không lại nữa, tôi đi ra ngoài vườn tôi làm. Là chỗ nào ai nói chuyện nhiều tôi đi. Dạ
ai nói chuyện nhiều chuyện không được, bức ức lắm. Ờ, là ai nếu mà có người ta nhiều mà nói chuyện ồn ào á thì mình rồi, cảm thấy nó bức ức ha. Dạ có, tôi không chịu, tôi đi chỗ khác. Ừ, tôi ở gì à? Tôi nghe chim kêu, bẹp bẹp kêu, tôi chịu rồi. Nhái kêu tôi chịu rồi. Ở trển thì có mấy cái tâm ở sao hè á. Ờ, chịu rồi. Ơi, đừng ai tới lưu tôi. Tôi không chịu chút, không chịu ai tới tôi chứ. Bây giờ nó đủ cái duyên rồi. Hồi lúc nhỏ đó bị có coi kênh YouTube của Nguyễn Năm nè. Dạ. Là hồi lúc nhỏ đó thì mình là ăn cắp, ăn trộm nè, gõ võ đài nè, là đủ thứ cái thói hư tật xấu phải không? Dạ. Nhưng mà nó không có sao. Bị gì á, là cái lúc mà mình còn mê á, mình không hiểu á, thì mình lâm vào những cái thói hư tật xấu á, rồi ở ngoài xã hội á, rồi mình bon chen. Nhưng mà tới cái lúc mà bây giờ là tới cái lúc mình phải trả nghiệp rồi, mà nó cũng may con cái là mình chưa có chết. Chứ nếu mà mình chứ tự nhiên mà mình chết bắt ác kỳ tử á, thì nó mình đem những cái nghiệp đó theo là bị nặng lắm ha. Yeah. Còn bây giờ nó may con cái là mình bị trả nghiệp mà mình vẫn còn sống. Mà dạ. Giờ là con khuyên chú là quay đầu lại sám hối. Không phải quay đầu lại sám hối rồi nên phạt cho nhiều. Dạ. 18 vị La Hán á, tàn là ăn cướp không á, chứ có vị nào bình thường đâu. Phải không? Yeah. Nó thập bát La Hán đó. Yeah. Đó, toàn là ăn cướp không đó. Nhưng mà các vị đó khi mà người ta quay đầu lại, phải không? Là được chứng thành La Hán hết trơn luôn đó. Yeah. 18 vị La Hán đó. Dạ. Nó chạy nhầm ra trong cái lúc này đó là mình đang trả nghiệp cái bệnh của mình nè, nó là chứng tỏ là mình cũng hồi nhỏ mình cũng quá sức rồi, mình làm những cái chuyện mà nó đủ thứ chuyện để mà gây nghiệp gây tội trơn. Rồi bây giờ trong cái lúc này là cái lúc mình cái nghiệp nó tới, cái phước mình mà nó hết á thì cái nghiệp nó mới tới đòi. Yeah. Bởi nhiều khi bà con cô bác nói không có tin vào nhân quả, mà nhân là cái hạt mà quả là cái trái. Khi mà chú gieo cái nhân xuống, chú gieo cái hạt xuống, mà cái hạt chú gieo nó không có phải là cái nhân lành thì nó chỗ ra cái quả nó không có lành được. Yeah. Không? Trồng bông kiển thì giống chi hướng nấy. Yeah, yeah. Mà giờ mình trồng ớt thì mình phải ăn ớt chứ sao giờ. Yeah. Không? Chứ phải mình trồng cam đi thì mình ăn cam. Yeah. À, nó, thì bây giờ nó cũng còn có một cái cơ hội, cái cơ may của chú là chú bệnh, chú trang trả nghiệp mà chú còn sống thì chú nên sám hối rồi nên niệm Phật. Giờ cho nhiều vô, mình quay đầu mà. Dạ dạ. Quay đầu là bờ. Rồi còn về cái vấn đề mà ý con qua đây bữa nay á, là dạ. Nếu mà theo như lời chú nói á, là nếu mà chú có mười mấy triệu là chú đi bệnh viện An Giang. Dạ. Rồi á, là người ta mổ bác sĩ xuống với bác sĩ cô biết tôi liền nè. Biết liền ha. Dạ, bác sĩ Chánh á, xuống ổng gặp ổng biết liền à. Mà mấy năm nay không biết ổng còn làm ở đó không? Xuống cái là gặp ổng biết năm liền nè. Bác sĩ với y sĩ ở An Giang mình quen cũng nhiều. Yeah. Dạ, tôi biết liền à, tại hồi đó ở trên ở dưới đó cánh đồng quang ở trên đầu tư á. Rồi nằm tốt Chánh á, rồi lúc đó rồi vợ tôi ba bệnh cải biến nè. Bà chết rồi. Giờ bà chết là chôn trên chùa Lá Hè, chỗ đất cúng á. Giờ còn nên ở vậy đó. Rồi ai cho gì ăn, nấy không cho thôi. Rồi đi hái cho đám mà muốn tôi non lắm rồi kìa. Cái ruột mà để ở ngoài thì làm sao mà sống, làm sao mà chịu nổi. Không mệt lắm. Đi đó, thẳng đau, thì chẳng đau lắm. Bây giờ mình bị đứt da một miếng thôi. Đau lắm. Yeah. Mà mình đứng lên ngồi xuống mà nó thẳng da ra nó còn đau. Yeah. Rồi huống chi là bị đứt một đường dài, bị mổ đường dài rồi cái ruột để ở ngoài nữa. Sao mà mình đi đứng lên đi tới đi lui nữa. Nó khó khăn lắm. Dạ. Bây giờ mình phải tìm bằng mọi cách làm sao đó. Rồi anh cũng coi cái YouTube cũng thấy vậy đó, mình phải tìm bằng mọi cách làm sao đó. Mình phải đưa mình đi bệnh viện rồi mình mổ rồi để ruột vô và mai lại. Yeah. Trời lạnh nhất. Ừ. Bây giờ lạnh nhất. Đưa ổng lên cái xe không đồng cho chở xuống dưới. Thì cái xe đó thì anh cũng có quen. Xe chuyển bệnh từ thiện đó. Yeah. Thì mình điện xe đó rồi mình nhờ chở đi bệnh viện Long Xuyên. Chú coi đi.
Thôi được rồi. Còn thấy ở trên kênh YouTube rồi. Ông đừng có ấy gòn, nó dính đó. Mà bây giờ mà ông dán nè cái ruột nó ở ngoài. Gì là nó là cái hồi đó mổ nó đưa hậu môn ra ngoài. Chú đừng dở, cái gió vô đau. Đừng có dở nữa, đau lắm. Hồi đó đưa hậu môn ra ngoài mà mấy năm mà không có tiền đưa vô. Rồi để vậy hoài. Gần 3 năm rồi. Không nhiễm trùng mà hơn không nhiễm trùng á. Mà mình coi cái kênh YouTube mình cũng thấy là ổng nói ổng đi mò ốc mò cua dưới sông dưới gạch luôn đó. Mà ổng mang vết thương này mà ổng đi chầm dưới nước. Đóng vô ốc rồi. Ông qua bên con là khỏi cần đi mò ốc mò cua nữa mà ông ăn cà hủ luôn à, khỏi mất công. Qua bển được rồi chú Năm. Ông qua bển đi nhớ nhóc món đồ ăn chân á. Ông muốn ăn món gì ngon đó, muốn tự chọn không? Ở bên con á là làm cơm tự chọn. Còn sáng qua ăn này nè. Ở bên con làm cơm tự chọn tới mười mấy món nè, thì ông muốn ăn món nào đó ông ăn. Không, nước mắm con chưa của chú này nè. Không, nước tương không ăn luôn á. Ăn muối cục à? Ở bển có nước tương nấu bằng muối nè. Không ngon luôn, không ngon bằng cái chén này đâu. Chén này ngon à. Nước mắm tôi không ăn luôn. Ăn vậy đó. Bây giờ là chan nước lạnh vô ăn. Cái ý mình cũng vậy nè, nếu mà bây giờ mà chan nước lạnh vô. Bây giờ mà có người mà đưa chú đi bệnh viện Long Xuyên á là chú đi không? Dạ đi liền. Đi liền. Nếu vậy á thì mình phải thông qua với con của chú á là ai đi theo nuôi. Mà còn ý của anh thì gì nè, nếu mà nếu mà chú nói á, là khoảng mười mấy triệu là mấy đứa con tôi không có đứa nào nuôi luôn, nó khổ không à, không có giấy tờ, không có giấy tờ thì sao, không biết sao chứ sao nữa. Giấy tờ tôi nằm ở cũng dưới cũng mất tiêu luôn. Rồi nhưng mà mình nói là mình tốn cái ca này là khoảng bao nhiêu tiền theo như lời chú nói á, đặng người ta biết á, đặng tôi biết, đặng tôi lượng cái. Dạ nghe người ta nói vậy thôi chứ mình cũng không biết sao. Nhưng mà bác sĩ nói với chú hay gì không, người đời á, người ngoài sao biết được, người ta nói vậy thôi, đâu biết được cái gì, bác sĩ họ biết đem vô nhiêu sao à, sao mình cũng chưa biết được. Dạ bởi vì tôi coi trên kênh YouTube á, tôi thấy là chú nói á, là con thấy chú nói á, là bác sĩ nói là mười mấy triệu để mà đem vô. Dạ. Thì hôm nay con mới qua bên này thì bây giờ á, là mình cũng có cái ý là cứu người, mà mình cứu được một người á, là nó quý dữ lắm. Cái chuyện gì mình cần làm trước, rồi cái chuyện gì mình làm sao, rồi cái nào mà phải nhanh gấp, rồi cái nào á, phải nhanh gấp, rồi cái đây nào con đấu từ từ. Trái ơi, trái ơi mắt tôi mờ chứ. Còn mà nếu tưởng đâu mà bác sĩ nói với chú là khoảng mười mấy triệu để mà đem chú xuống dưới bệnh viện để mà người ta mổ, người ta đưa cái ruột vô rồi người ta may lại, thì bây giờ tạm thời là anh cũng có cái ý gì nè Năm. Là trước mắt là anh đưa đi, anh điện cho xe từ thiện đó đưa chú Năm đi. Thì bà con cô bác cộng đồng mạng mạnh thường quân gì đó đóng góp được bao nhiêu thì đóng góp, nó còn bao nhiêu thì mình nên anh chịu hết. Còn nếu mà chưa có ai đóng góp thì khoảng mười mấy triệu đó, thì mình nên anh chịu cũng được vậy đó. Đó nhưng mà là mà đưa đi bệnh viện là chú phải có một người thân đi theo nuôi. Đúng rồi, con chứ người con á chú... đà con nói chú nghe nè, con á là đứng đầu bếp của cái bếp cơm chay, một ngày tới 500-700 phần ăn, con đi thì không có ai đứng nấu vậy đó. Là con chỉ biết con cái là giúp chú bà bằng cách là kiếm xe đưa đi bệnh viện rồi ra tiền. Chứ còn cái người nuôi thì chú phải kêu con cháu gì đó đi nuôi chú vài ngày. Để tôi điện con của chú. Này nè, không phải. Điện nhỏ thứ bảy nè, thằng đó không đi được đâu. Thằng đó con nó đông bỏ đi, cái con nó vợ nó nhà đấu tụ nghiệp nó. Dạ. Đâu rồi? Mắc có cái ống dòm gì mới thấy đường hả? Dạ. Rồi ống dòm này xịn. Ống dòm này xịn. Cái ống dòm của chú đó mà kỹ sư của Nhật nó qua là nó nghỉ chế ống dòm luôn. Có cái này mình dòm nó gõ lắm. Đó thấy không? Dòm gõ luôn á. Việt Nam mình là chơi ống dòm kiểu này nè. Tôi ngoài ngoại là tôi bỏ ống dòm rồi, tôi biết ai ngoại đó. Thấy không? Bởi vì ống dòm của Việt Nam là kỹ sư của Nhật mà nó qua. Cái sư của Nhật mà nó qua bên đây mà nó là nó gặp chú vậy là chú nói là chú bỏ ông dòm một cái là chú dòm được xa là nằm dạ, nghỉ là nó nghỉ chế tạo ông dòm lắm, nghỉ chế tạo luôn. Bỏ ông dòm dòm xa lắm mà không có ông dòm này khó.
bấm ơi. Bỏ dòm hồi nó chảy nước mắt nữa rồi. Dòm được lâu. 05 á, điện nhỏ thứ bảy nhỏ nó cũng khổ lắm mà điện đó coi làm ví dụ như nó khổ mà nó là con, mà nó là con gái em ruột thì dạ. Người ta khổ thì khổ nhưng mà có một cái là vì cái người thân giờ vì cái huyết thống mà người ta cũng nhín thời gian ra đi nuôi. Nó bếp bánh hàng 05 á điện luôn đi rồi chú nói chuyện nó rồi tôi nè ông nói chuyện trước đi. Rồi vô chưa? Vô đang điện đó. Mở máy tải lâu lớn chưa? Rồi tắt rồi. Không có được cái gì. Được. Máy bận. Điện đi. Tôi có nói với nhỏ em được. Em tắt luôn á. Điện hoài máy bận. Nhỏ em gái. Tắt chưa nào? Đẩy chưa giờ lên chảnh. Rồi tôi bắt cái kia một đêm một ngày vậy bắt rồi một bao nửa bao lên cho mấy chú nó ăn. Gắn mà không bắt bao nữa. Đúng. Bao thì ghê. Cũng như tại chú là người đời rồi chú gặp gắn là một con mười mấy ký chú cũng bắt không có bình thường nhưng dạ. Mà tụi con đây là người đạo á dạ. Nếu gặp gắn mà từ 5-10 ký trở lên đó là không có bắt bởi vì có những cái loại gắn mà lớn nó quá đó là họ tu đúng nó vậy đó là mình không bắt. Có cặp gắn trên chảnh bằng thập da bò kìa nó vậy đó. Thạp cho bò mình không bằng đâu, thạp cho bò mình đó không bằng gặp gắn trên đó đâu, trên bạc chày á. Dù cho mình không sợ không bằng đó mình cũng không bắt nữa bởi vì mấy cái con gắn mà lớn quá đó là họ tu cái này tôi bắt đây thì gắn không bay tại vì đó cũng nhiều người rồi, nhiều người của người dân tộc á, người ta nói giá trời giá Phật có ai bị biết bắt được á, bắt chứ người ta cũng sợ ha. Dạ bự không nhưng mà cái người đời còn mười mấy ký à, con mười mấy ký khổ may ra. Nhưng mà cái người đời á thì người ta gặp người ta sợ cũng đúng, còn cái người đạo á thì người ta gặp bao hai dạ để vô hai con tu với chú thiên đổi đâu. Nó mập hổ may á. Cho phải hổ đất không hay hổ dừa cắt rồi lỗ gắn rồi tôi biết hết trơn, tôi bắt tùm lum la cho rồi đặt tôi là 5 con hổ á. Ở gì thấy khỏe không, không ai nói chuyện hết trơn. Chút nghe nhái kêu rồi tới chừng chết rồi ai biết ngày giờ đâu cúng người ta không biết người nữa rồi ta đâu có biết mình chết giờ nào ngày nào đâu không biết thì rồi tới chừng nó xịn thì thì tới chừng xịn rồi đâu ai biết ngày giờ đâu cúng cãi nha nội mình đi còn cái hồn mình đi vô chùa vô miễu rồi chùa miễu người ta kêu ăn á rồi đó mình vô mình ăn khỏi cần dòng họ ai cứu được ai cho mình ăn vô chùa miễu còn mạnh lắm. Mười mấy tuổi đủ lông đủ cánh mà giờ cha mẹ bệnh nó nhờ đi nuôi lại vài ngày thôi là nó không rảnh không rảnh rồi năm bảy tám rồi thì tôi ăn bò ăn củ khoai với gom thắt gành ngạnh 5-7-8 á trời ơi cơm á đem nổi ốc mà đem ra trời ơi nó dành cơm nó đem đi giấu. Thôi cha không ăn đâu, tụi con đừng đứa nào giấu hết trơn á. Tao ăn củ khoai này với gam thắt với hành nhạnh này với mắm gút này với chanh tao nặng là tao ăn rồi. Mãn cái mùa nước luôn, 5-7-8. Trời bo ăn phai, gói gam thắt với hành nhạnh mình ăn. Cơm mình đem ra cho con ăn, nó sợ mình ăn hết. Năm đó thì ai cũng khổ rồi. Trời ơi. Cái thời mà ăn bo đó thì nhà nào cũng vậy mà. Cái chú này nuôi cha nuôi con cái cha mẹ nuôi con cái không kể ngày sợ nó sợ mình ăn cơm hết nó bơi mà tới chừng thì nghe cái mà nói đúng rồi. Tới chừng mà cha mẹ bệnh hoạn nuôi lại ngày với hai nó không rảnh cái chú đó tôi đào tôi lấy cái hũ dưới tôi nấu tôi ăn cái chú đó đem bưng nồi ra thì đứa này đứa kia dành nó sợ mình bới ăn trời ơi tụi con đừng có dành đứa bới ba muỗng đi ăn đi cha ăn phai quen rồi ta ăn cơm giờ ta ăn không được ăn vô ta ói mình nói gì á cho con đừng có dành ăn. Bây giờ ông có đứa con nào con ông đứa nào cũng nghèo chưa phải không? Dạ bây giờ mướn nó theo nuôi ông kể như đi làm hồi đó ngày 300.000 đi không nó không chịu tôi ra tiền tôi mướn luôn chưa nó không chịu chứ để nó nhà đi làm mướn cũng vậy à thằng út đó
Ngốc tối ngày nó đi làm ngày có 100 ngàn. Nó đi bắt ai á. Thôi vậy đó. Đây, điện đi, chú điện đi, chú nói chuyện cho nó coi. Thằng đó nó thương tôi lắm. Mà ngoài nạn con nó khổ mà gặp cái đi tiều nghiệp cho con đó. Hồi qua chú thấy nó mua cho này kia cho ăn. Alo. Chưa, nó chưa bắt máy đưa vô lỗ tay. Alo. Chừng nào nó bắt máy ông nói giờ khỏi đi làm nữa, người ta lo tiền hàng ngày cho con nó ăn đi học. Bây giờ con khỏi cần đi làm gì nữa, cho đi nuôi cha đi ngày cô bác anh em ra trả con ngày 300 đó. Nuôi bệnh cha. Đi nuôi bệnh chừng nào cha hết bệnh rồi con đi về ngày 300 đó. Mấy cô bác anh em ra trả cho con. Con tính vậy đi. Rồi nhanh nhanh đi, tại vì cô bác anh em ta còn ở tại đây nè, cho tao mới biết người ta dễ tính. Nó không mà đi được hay là không trả lời thôi chứ không được, phải không, là đi liền bây giờ. Được không được gì trả lời cho biết liền cho ta dễ tính hơn. Mình tính lại chứ không phải. Rồi tranh thủ đi. Vậy là nó đi được hả chú Năm? Chưa, nó hỏi tao hỏi vợ nó nữa. Ta đúng rồi, con thấy gì chứ bây giờ nó mới được. Nhớ mới già nó được. Thấy gì cho bây giờ mới được. Khổ hả, bị khổ luôn. Vợ không cho đi nữa cũng đâu dám. Có tiền chứ cho đi mà. Trời ơi. 300 ngàn cho đi tốt cái vậy? Làm ngày này 100 ngàn. Thì thay vì ở nhà giữ con cho vợ đi làm mướn, thì bây giờ vợ ở nhà giữ con tới mình đi làm mướn. Đi gói bánh đó, vợ đi gói bánh đó. Đúng không Năm, thay vì bây giờ mình ở nhà giữ con, vợ đi làm mướn, mà giờ có công chuyện này thì giờ mình đi làm mướn, vợ ở nhà giữ con. Dạ. Yeah. Nấu vậy ra ăn sáng chiều rồi tôi bả gì rồi á, giờ này chiều. Hoặc là trên chỗ chảnh mấy cô giải tao được cho. Bây giờ đem xuống bệnh viện đem vô cũng sợ. Bây giờ con cái ông cũng sợ nữa, thành ra không dám đưa đi. Buồn buồn tôi đổ lên chùa này ra. Chùa trên chợ ngã đổ nè, cặp mấy đường á, lội vô đó tôi chặt thuốc rồi cả tuần lễ chị ở trong đó luôn đi không năm. Có vườn xài im lắm, lên đó tôi chặt rồi cái chịu tôi lội về sáng tôi lội bò bộ lên ở trong chùa đó yên tĩnh mà. Cô giải thì mấy cô đó cho xe đạp đó, trong chùa đó yên tĩnh mà, chú ở đó luôn đi rồi tụi con ghé thăm đồ này kia cũng dễ dàng nữa. Cặp mấy đường dạ, lộ luôn. Dạ. Tôi là chảnh mấy cô đó mừng lắm. Mấy cổ đó ông trường đạo tỉnh ông lên đấy nữa. Trời mưa ông... ai dám vô đây. Trời mưa đi đâu đi vô đây được. Xem nào thì vô đâu được. Đâu được mà. Dạ. Trời mưa tới lúc mưa là không có đi vô đây được nữa rồi đó chú Năm ơi. Cái trời. Vì sao tụi con vô được? Có trời phạt cứu. Mình nguyện trời phạt ơi. Nói gì giờ mình sống chết gì vẫn thôi trời phạt à. Chứ trời mưa là cái như muốn vô đây ví dụ như cho gạo đồ chú đâu có đi được. Trên đó xuống đây rồi. Xuống đây mà ngặt cái đường này cũng đường đất không mà xịn. Mà có giải chạy đường này. Mưa xuống là đường này đâu có đi được, có đi người ta đi đường này không à. Yeah. Mưa cỡ nào đi cũng được chân. Ổng mạnh lắm. Ổng còn khỏe lắm. Mạnh lắm à. Mặn mắt ổng bây giờ không á. Nó giảm 50% thì được. Con mắt tôi yếu thôi. Chứ là mơ cái tay lại, cái không là tôi đâu. Mạnh lắm. Hai giải lúa tôi để đi tính bơ á. Đẩy xuống dưới đầu cầu với đi tính bơ á. Ông đừng có bị thương đó là cũng khỏe lắm luôn. Đi đẩy xuống dưới rồi dưới tôi để tôi dắt về luôn. Làm đây làm mướn làm thuê rồi sống khỏe luôn. Nhà giờ ông bệnh đâu có làm tôi được. Tôi không bệnh này tôi đi giữ dịch trời. Giữ dịch trời con cháu nó kêu thiếu gì. Cũng khổ. Không bệnh thì tôi đi giữ dịch cho mấy đứa cháu rồi. Rồi tụi bay cho tao tháng nhiều rồi cho. Thì tao đi mạng mới được. Mà lúc chú mổ để ruột ra đó bác sĩ có hẹn chú không? Nó không có tiền, không có tiền đem xuống rồi đem vô. Nói vậy thôi rồi. Vậy chứ cũng được. Chừng nào không có tiền thì đem. Bác sĩ nói vậy cũng chắc rồi mất tiêu nguyên cái cuốn đó mất tiêu luôn rồi cái... nguyên cái bộ hồ sơ một sách vậy nè mất với cái tấm hình mà hồi đó tôi đấu cũng mất tiêu luôn không còn đâu vậy gì tôi tiếp lục hoài lục quý con nó nằm ở trong cái túi vàng không có luôn có tiền để vô hay là chừng nào ông nói chừng nào có tiền đem xuống không để vô chừng nào tôi có... còn nhớ tên ông à chừng... là ông bác sĩ gì bác sĩ Hùng ông bác sĩ Hùng dạ là ở bên giá chặt
Ừ, chán chờ cả ở bệnh viện An Giang ha. Dạ, ở trên Lục Tư á. Trên Lục Tư. Ủa dạ. Rồi, rồi đẩy ra đi. Ông ơi, chừng nào ông có tiền đi đem xuống đi. Ông chừng nào bao nhiêu không biết rồi, ông chừng nào có tiền xuống. Mà hôm qua anh hỏi bao nhiêu tiền cũng không biết luôn. Đau lắm. Đau lắm, chuyện đó cái này nó rất đau vậy đó mà ông còn đi xuống sông, ông ngâm, ông đi mò cua, mò ốc đi sông. Được. Trời gì? Chừng nào nó nhấc người lên. Trời ơi. Không ngồi lấy gì ăn. Phải ông ăn rau thì ông ở trên bờ. Không, rau muống. Thì đó, thì phải ông ăn rau, ông đừng ăn ốc thì ông đâu có xuống nước. Bởi ông ở trên bờ. Nướng ăn, nè, chỗ bắt lửa tôi kìa. Ừ. Bắt ốc lên nướng ăn. Mà nó thì ăn ốc nó mới cực vậy đó. Có bốn ông đạo đi vô trong đồng á, ốc cua vàng á. Có bốn ông đạo đi vô đồng á, đi cắt lúa mướn mà cách đây khoảng chừng 20 năm mà có cái bờ kinh đó là lúa gì nè, cái tới mùa lúa đó cái bốn ông đạo cũng đi vô trong đó cắt lúa xong cái tới giờ nghỉ trưa đó, tới giờ cơm đó, bốn ông đạo đi xuống dưới ghe ngồi ăn cơm, gót chén chao ra. Niệm gót được nè. Gót một chén chao gà ra đây tặng luôn. Gót một chén chao gà cái bắt đầu cái tặng luôn hả? Tặng luôn chú đeo luôn đi. Để niệm đâu có gì. Gót bốn ông đạo gót một chén chao gà cái sắc mấy trái dưa leo cái bắt đầu chén chao ăn dọc cái ông đó thì ông cũng tới nghỉ trưa đó. Ông nặng ở dưới kênh nhưng mà ông mò cá. Đỡ lắm. Ổng mò cá mà ổng mò đâu cả 1-2 tiếng hồ rồi mình mấy đóng gông hết trơn rồi. Ôi. Mà nó lạnh dùng ngâm dưới nước mà cái bắt đầu cái đi tới cái ghe của mấy ông đạo đó cái hỏi chú ơi chú có hột quẹt không, cái nói có, cái nói cho mò nhờ để thuốc, cái thót lên trên ghe ngồi mà rung nha, rung gì nè, lấy mượn cái hột quẹt mò thuốc hút, cái giờ mấy ông đạo ăn trời ơi ở đây cá nhóc hết trơn rồi sao mấy chú ăn uống chi mà cực khổ dữ gì, cái mấy ông đạo nói đâu chú dòm lại cái chú cực hơi tôi cực. Lặn thì hịch mò mấy con cá ăn mà mấy tiếng hồ mà nó lạnh gung gần chết, người ta gót chén chao với mấy trái dưa leo, người ta ngồi người ta ăn quẩn xo tám hiểm mà ông nói sao mấy chú làm ở đây cá nhiều lắm sao mấy chú ăn uống gì mà cực dữ vậy. Cái mấy ông đạo nói đâu chú dòm lại coi chú cực hơn tôi cực. Phải không? Mày bởi vậy. Ừ. Phải không? Bởi vì mình chỉ ăn mấy con cá mấy con ốc thôi mà làm gì cho cực dữ vậy. Bởi vậy. Mấy trái dưa leo với miếng chao là ăn là xong rồi. Còn giờ ra đây có mấy đồ cá muốn nằm trên bờ đó, ngắt cái là luộc ăn là xong rồi. Nè, đó mà muốn tôi đó. Ừ. Để mang cái vết thương mà đi xuống sông ngâm ở dưới sông. Để mình thèm. Sao mà chịu nổi, bởi vậy. Thèm. Chừng nào nhấc mình lên. À. Chỗ đó tôi nó ngắt lên á. Rồi bây giờ là xin cái sâu chuỗi của con rồi á, là tặng luôn. Mà nhớ niệm Phật nha. Không, nằm trên giọng tôi niệm à. Rồi. Bây giờ mình không nghe ai nói chuyện, mình niệm nó đỡ rồi, buồn cái miệng mình đó. Vậy tốt. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Phật. Rồi gì vậy? Mình phải tin tưởng vào Phật Pháp nhiệm màu. Thí dụ như mà mình niệm hồng danh của Đức Phật A Di Đà đó, mà mình niệm suốt á, là nếu mà cái thọ mạng mình mà còn á, thì cái bệnh mình nó cũng khỏe lại, từ từ nó hết. Còn mà cái thọ mạng mình hết á, là mình bỏ cái thân xác này, cái linh hồn mình nó cũng được nhẹ nhàng. Tôi lấy bà vô, là nhờ bà vô vào, là nhờ vào cái sức niệm Phật của mình đó. Yeah. Mình nói mình ơn thì mình niệm Phật hoài đi, ngay đi. Đỡ lắm. Ừ. Niệm Phật có Phật đỡ rồi. Hút thuốc nữa. buồn lắm chú Năm ơi. Ngồi nói chuyện đâu có buồn đâu. Bớt thuốc, ông giảm hút thuốc lại đi chú Năm ơi. Hút dữ lắm. Bằng đêm ngồi nó nhất rồi có gió nhất cái tiết lạnh nó nhất rồi dựa vô đây nè. Người tôi nói bà ngồi đó tôi ngồi đây. Rồi chừng nào bà ngủ đi. Rồi thì tôi bận áo quá à. Giặt rồi các bạn nữa. Nhớ tội nghiệp bà. Bận áo của bà. Cái gì chứ tội nghiệp bà đó. Áo đó tôi để lúc bà chết tới giờ. Tôi giặt rồi cái bông xả thơm trong đó luôn rồi để kỷ niệm. Hôm qua mua cho ông mấy cái áo ngày trưa mà. Nè. Đó. Áo đang xì. Nè, quần cọc luôn ha. Với hai cái quần dài ha, mấy bên đó không chịu mặc. Thôi để đi mơ các bạn. Người mơ mùng đó mệt đó mới ngủ. Mơ mới ngủ. Chứ bên nay chưa được ngủ rồi. Mơ chiều mới ngủ. Hai quần đem về để đó. Cho bà chứng minh bà chạy. Đây. Có sắm quần áo cho con cháu ổng mới nhiều. Bị mua uống đứa cháu. Rồi con ổng nữa.
Nhỏ thứ bảy là sao điện được, nội mốt nó chắc mình á. Cái này là tiếp tay. Mày hút thuốc hoài nha. Để yên đi, người ta đưa vô được, cẩn trường bường tới hoài bộ ghiền dám lắm kìa. Ờ chú để nó không đâu có thì ông cứ để mình lên đi, con thấy đường con để cho nó ngay. Phải ông cứ bường tới hoài thôi. Bị sợ cái để cho chúng ngay căng vô đầu cốt. Bộ ghiền dữ lắm. Ông nhìn cái con mắt ông nhìn cái tôi thấy cái ngọn lửa tôi đưa tới cho nó cháy. Rồi chú ông thấy không chính xác. Tôi đưa tới cho nó cháy nó mau. Dạ họ ông đưa hút luôn hả? Để cho đỡ tốn ra mình. Thì sao điểm nhỏ này không được nè. Mai mốt nó chết mình. Có bữa nay có 10 ký gạo này ăn cũng lâu rồi hả chú Năm? Ừ ơi, nó tôi bả nấu ăn sáng chiều luôn. Với được 1 triệu. Ê vô nè. Với ngày hôm qua cho 1 triệu. Ừ vô nè. Thì bữa nay có khô này cũng ăn cũng lâu à. Ít ăn lắm. Khô cá lóc. Ít ăn lắm. Tôi ăn này nhiều. Có chuông chưa? Nè, cô nói chuyện bên nước ngoài tao về nè. Tôi có nói nước ngoài tao về. Nói là nước ngoài về, ở này nước là Campuchia. Gọi alo rồi. Alo, dạ cô ơi con nghe. Mà con á là chủ bếp cơm chay từ thiện ở từ thiện từ tâm ở Ba Trúc. Rồi coi cái kênh YouTube của Nguyễn Năm á. Rồi thấy ông chú Năm ổng có cái bệnh gì nè mà mình coi trên kênh YouTube đó, mình nghe nói, nghe chú Năm ổng nói là bác sĩ nói là nếu có 10 mấy triệu là đi mổ đem cái ruột vô cho chú. Mà rồi bắt đầu từ ở bên Ba Trúc mình chạy qua tới bên đây mình thăm chú Năm. Rồi đâu cô hỏi lại coi coi cô có cách nào á, cô hỏi lại coi coi là mình cần phải tốn bao nhiêu tiền không để mà đem cái ruột vô á, chứ chú Năm ổng nói chuyện hơi lặt vặt quá, mình sợ là 10 mấy triệu nó không đủ á cô. Rồi dưới đưa chú Năm đi á là bây giờ là mình phải nhờ cái xe bên từ thiện, bên chữ thập đỏ người ta đưa đi tới bệnh viện An Giang. Rồi mà thì nó mình đỡ tốn chi phí cái khoản đó rồi, xe từ thiện mà. Rồi phải nhờ cô đi theo, cô nuôi chú Năm mấy ngày để mà người ta mổ, người ta đưa ruột vô rồi người ta mai lại đó, thì mình cũng nằm dưỡng bệnh mấy ngày đó. Mà cái quan trọng là bây giờ là mình làm sao mình hỏi cho nó chính xác coi là phải lo bao nhiêu tiền thì mới đưa cái ruột vô được, chứ để bây giờ mà điện xe từ thiện đem đi rồi đem đi dưới cái người ta nói cái số tiền mà 30 triệu hay 50 triệu hay là nó nhiều hơn nữa gì đó, cái mình không có khả năng. Bởi vì mình muốn giúp chú Năm mà mình nghe trên YouTube thì chú Năm ổng nói 10 mấy triệu, mà bây giờ đi qua hỏi ổng thì ổng nói là ổng nhớ vậy thôi chứ cũng không biết làm sao nữa. Bởi vì giờ muốn giúp chú Năm mà mình không biết giúp bằng cách nào đây. Rồi như cô ở nhà cô có làm gì không? Băng bánh. Dạ. Dạ. Thì cái này là mình gợi ý thôi chứ như cô có bệnh trong người mà cô đi không được á thì để đây mấy anh em bàn tán rồi tính lại coi làm sao. Dạ. Dạ. Giờ bóng là gì chứ? Bóng. Dạ. Mồ hôi mình bóng hả? Bóng. Dạ dạ. Dạ dạ. 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 Dạ vậy đi hả cô, rồi để đây mấy anh em bàn lại coi làm sao. Rồi chào cô.
Chắc hết tiền đuôi rồi á. Chắc hết tiền đuôi rồi. Cái đâu có cái này ở bên kia ta điện lại. Ờ dạ. Mới nãy tôi bấm nghe mà. Cũng đâu hết tiền đuôi nữa. Gửi có mình có bệnh hoạn sẵn sàng đi theo bà. Chứ mình điện cho đứa em nó hay. Nó xuống vuốt mặt cho mình đi luôn. Cái cô này cô nói cô đi cũng không được. Nhưng mà cái đi á, như thằng em nãy đó, theo như mình biết á, theo như mình nói mình trả tiền cho nó là nó đi đó. Yeah. Nhưng mà cái vụ sớm này nè là để vô nó có tốn chi phí nhiều hay là ít? Dạ, yeah, cái đó chưa biết. Ừ. Sớm giờ nó không điện lên luôn. Nhỏ đó nó khó. Vợ nó người dân tộc. Dạ, yeah, hôm nay tạm thời có nhiều tiền rồi chú. Không gì để dành mua. Cũng tạm ổn à. Uống thuốc thuốc. Với thùng mì nè, với gạo nè, chú ăn cũng lâu quá. Đây, tiền của chú. Để dùng bóp nè. À. Rồi tụi con hôm nay đi đến đây là trước thì thăm chú coi có giúp cái gì được cho chú không. Dạ. Thì từ nãy giờ cũng có chụp hình cái vết thương của chú gì vậy đó. Ừ, chú đừng có dở ra nữa. Rồi để con về con hỏi bác sĩ thử coi là cái này mà chở chú đi xuống với bệnh viện Long Xuyên rồi mổ rồi để vô rồi mai lại là khoảng bao nhiêu chi phí để mình biết để mà mình lo chứ. Rồi nói với bác sĩ ổng còn còn khỏe lắm nha, đừng nói tôi bệnh, tôi còn khỏe lắm. Không, mình nói thiệt. Ừ, thì nói thiệt, ổng còn khỏe thiệt. Mình khỏe nói thiệt, có hai bên dây giác cầm chức. Dạ, để con coi trên cái YouTube của Nguyễn Nam á, thì nghe chú nói là mười mấy triệu thì con thấy là mười mấy triệu dù cho con có không có gì này kia con cũng gán con quặng con lo có mười mấy triệu mà giúp cho chú được cái bệnh này rồi cũng nên. Đó, nhưng mà bây giờ hỏi chú kỹ lại thì chú nói chú nhớ mày mại vậy chứ cũng không có nhiều tiền mình cũng có hạn hạn đó thôi đó. Không có lên nữa đâu đó, chưa biết đâu chưa biết đâu lỡ nó 30 triệu hay 50 triệu mình bây sao? Giờ phải không có sức khỏe thì mình không nói có sức khỏe mình có bị gì nó xuống nó còn mổ vết thương ra rồi đưa vô lắm, đưa vô nữa thì mới nãy con cũng có chụp hình mang kim rồi đó rồi dạ. Để con hỏi bác sĩ thôi coi sao rồi con giúp được cái gì con giúp dạ khó dữ lắm. Bởi vì cái này đưa hậu môn ra nè. Nó nhịn đói em 2 ngày lận cho nhỏ mà nhỏ. Thôi bây giờ chị đi chú Nam ơi dạ. Con lại con thăm chú vậy thì mình dạ. Chia tay ha. Dạ. Rồi con về mới nãy con cũng có quay phim chụp hình đó. Dạ. Rồi con đi hỏi bác sĩ coi là nó tốn khoảng bao nhiêu tiền. Dạ. Rồi coi nếu mà với khả năng của con lo được thì con cũng gác hết sức để lo giúp cho chú. Dạ. Thôi giờ chú tạm thời về chú cứ sống gì nữa đi ha. Dạ. Mà bây giờ có bà con cô bác cộng đồng mạng dạ. Người ta cho tiền rồi cho khô rồi cho gạo cho mì rồi này kia nè chú ở đây chú yên tâm đi dạ. Rồi còn mà cái vụ mà đi bệnh viện thì để con hỏi lại dạ. Rồi nếu mà với khả năng của con giúp được cái gì chú thì con dạ. Giúp ha dạ 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 rồi cảm ơn chú dạ. Năm nhiều hỏi sức khỏe không phải nó có nghe là nói là chú sức khỏe ổn định sức khỏe bao hai giờ lúa dắt ừ. Đi phải luôn á rồi không mình không bệnh mình nó không bệnh dạ đừng có không bệnh nó gạt không qua bằng chào thật đâu dạ con vậy dạ đừng nó gạt ta dạ vậy con về chú Năm rồi dạ. Con xin phép chú Năm con về dạ rồi vậy dạ. chú Năm về mạnh dạ, giỏi dạ chú Năm về mạnh giỏi dạ yeah.